Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn số cách để phân biệt giữa dây chỉnh hãng và dây fake nhé. Thì hiện tại thì bây giờ đến các cái sàn thương mại điện tử, các trang mạng thì là rất là nhiều người bán về dòng nhất là dòng Alpha Fly rồi các cái dòng Nex phần trăm cũng bán với giá ví dụ như giá rất là rẻ, thì tất cả những đôi đấy là sẽ là hàng giả hàng nhái rồi. Bởi vì những cái dòng này ấy, thì là về cơ bản mà nói thì là dòng rất là đắt tiền đó. Đó. Rất là đắt tiền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt giữa hàng giả và hàng nhái nhé. Cái tiêm thì điều đầu tiên này cho các bạn phải xem xét muốn phân biệt giữa hàng giả và hàng nhái thì các bạn phải xem xét. Cái tiêm là mình phải sơ được tận tay đông dây đúng không, thì mình phân biệt được là đâu là hàng thật, đâu là hàng giả đó. Đấy, thì ví dụ như những đôi như thế này, những đôi Alpha, đây là đôi Alpha và lá hiểu không, để làm sao mình biết được phân biệt giữa hàng giả và hàng nhái thì là trước tiên là phải xem cái đôi dây cái rất là tỉ mỉ đó, rất là tỉ mỉ để xem dòng này thì các cái chi tiết của cái đôi này thì có ổn không. Đấy, lực lưới này có phải là khi mình lâm mạng thì mình nhìn nữa dòng dây tận thì là những cái lực lưới này rất là mỏng đúng không? Đấy, rất là chi tiết này, màu xanh đây là màu xanh, bên này màu đỏ này. Đấy, rất là chi tiết. Đấy, rồi là mình xem chi tiết của tất cả cái dây từ phần đế đến phần ấy của cái dây thì mình sẽ phân biệt được. Khi mà một con người mà xanh ấy thì khi người ta chỉ cần nhìn cái đôi giày thôi thì người ta sẽ biết là thằng thật hay hàng nhái. Ví dụ như hàng nhái thì không thể nhái được 100% của cái đôi giày. Nếu mà nhái được 100% thì chắc chắn là cái nhái đấy cũng đắt hơn cả hàng thật đúng không? Thì mình nhái được như thế. Ví dụ nhái thì khi nào người ta nhái, ví dụ đôi này đôi 8 triệu một đôi mà người ta nhái một bán giá tốt thì người ta chỉ nhái 2-3 triệu thì không bao giờ nhái được cái đôi giày 8 triệu đâu đúng không? Đấy. Đấy, thứ hai là mình phải để cầm cái đôi giày trên tay nhé. Thấy chưa? Trang thiết bị ví dụ như đôi Alpha Fly thì có cả lọc bóng tự động. Khi các bạn xem xét rồi thì các bạn sẽ phải sử dụng một phần mềm nữa để mà check dây thôi, nhiệt nó thay dây đó. Thì mình cũng xin nói với các bạn check dây thì các bạn sử dụng phần mềm ở trên mạng, phần mềm nó rất là nổi tiếng là phần mềm iPhone nhé, iPhone để check vào phần này của dây đấy thì các bạn sẽ biết được đôi này là đôi thật hay đôi giả. Nhưng mà nếu các bạn dùng phần mềm thì các bạn dùng phần mềm có phí nhé. Bởi vì có phí thì người ta sẽ update cái bản để cho các bạn, thì các bạn check ấy, thì là các bạn sẽ thấy được là đôi giày rất là ok. Mình xin cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi. Bên mình thì chuyên về dòng Nike, về Nike, vừa phát là